nhiều các chủ đề rồi, hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hát về xã của mình, hát về mừng Tân Gia, hát mừng Thọ. Và bây giờ là một chủ đề ứng tác tiếp theo, chủ đề tác số 10 với chủ đề thách cưới. Vâng ạ, xin mời. Liệu chàng tìm đủ được không hỡi chàng? Xin chàng chìm chiếc đoà ngang để cho làng xã đắp đàng đoàn đấu. Chàng sang nhà thiệp xoay dầu, chàng về mổ lợn diệt trâu mặc chàng. Ngày mai hòa gái thiếp sang thì chàng phải mình ơi, không thơm cũng thể hoa nhài, không lịch nhái gọi con trai hải phòng, không thơm cũng thể hoa ngâu, không lịch nhái gọi la vào hàn xoan, thấy em thách cưới một nhài. Đêm năm nghĩ gợi vui hồi lo thay, cưới em ba thúng bạc đầy, gạo nếp chín thúng rượu tây mười bò, nàng thách thì anh phải lo, cưới em bảy lợn tám bò chín trâu, cưới em mười tám buồng cau, chia khắp hòa gái chia nhau vừa rồi, cưới em 18 thung xôi, 18 đen bạc vàng thời biết bao, cưới em 18 cái nhạnh hoa đào, chờ cho tiên xuân mà vào chơi hoa, thiên kết bạn mình ơi. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, các chàng trai, các cô gái của câu lạc bộ Hương Quê thật tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Nếu như mà nói như vậy mà các thanh niên thời nay mà nghe thấy các cô gái thách cưới như thế, không biết nghĩ thế nào ạ? Dạ vâng, cái gì cũng chín chục, cái gì cũng chín chục. Nhưng cuối cùng thì chàng trai cũng đã giải mã được và hai ta đã cùng nên duyên.
Vâng, đó là điều tốt đẹp và cái kết hết sức tuyệt vời mà cái gì mà ông cha ta đã để lại. Thì có lẽ rằng ngày nay đứa trẻ cũng nên gìn giữ và phát huy nó ở mức cao hơn. Vâng, một lần nữa. Thưa quý vị, và ngay sau đây với phần hát ra về phía trên, trước tiên xin mời quý vị cùng đến với câu lạc bộ hát đúm xã Trung Hà với phần hát ra về. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Thank you.
gặp ta gặp nhau tình cũ chẳng ngà hôm xưa rằng người thương ơi. Sang Môn Lão với tiết mục đã hoàn thành xuất sắc trên sân khấu hôm nay. Một lần nữa thì xin quý vị hãy cùng chúc mừng cho Sang Môn Lão một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiệt cùng chúc mừng đi ạ. Xin cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị cùng dành cho tất cả các câu lạc bộ trên sân khấu của chương trình Hát Đúng Mừng Tân Gia. Vâng ạ, xin mời ạ. Với 2 phút ta đổi cùng suy nghĩ về chủ đề Mừng Tân Gia. Duyên kết bạn mình ơi, mùa xuân nay đã
Chuyển sáng lối khác làng ơi, để cho ngày hội thêm vui rộn ràng. Anh hát bài khác đây luôn, để cho ngày hội văn chương ngọt ngào. Rằng duyên kết bạn tình ơi, ước mong đến tuổi Bác Hồ được hưởng lộc được cơ đồ Việt Nam. Không nhiều tuy ít nhưng thơm muôn dân mãi mãi mang ơn Bác Hồ. Đi theo Bác dựng cơ đồ Việt Nam đã bước tới bờ vinh quang. Thiện chí tuổi bạc tuổi vàng, nhìn ảnh nhớ Bác hai hàng để rơi. Di chúc Bác thấm lòng người, truyền cho con cháu muôn đời nói theo. Rằng duyên kết bạn tình ơi. Khúc hát đúng rồi, các chủ đề của chúng ta thì rất đa dạng và phong phú. Và ngày hôm nay ban tổ chức cũng đưa ra rất nhiều các chủ đề khác nhau mà chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ những lần sau, những năm sau thì các câu lạc bộ sẽ có thể sẽ thuộc và sẽ biết được đến nhiều hơn tất cả những chủ đề trong cuộc sống đời thường. Không chỉ có những chủ đề mà các cụ cha ông ta để lại mà ngày nay vận dụng trong cuộc sống với sự phát triển của đất nước hôm nay. Đổi mới hơn nữa như chủ đề mừng thọ các cụ cao niên, chủ đề mừng tương gia chúng ta, đó tất cả đó là những cái gì đó thường ngày thường nhật chúng ta vẫn xảy ra. Vâng, xin được chúc mừng câu lạc bộ Thủy Đường với chủ đề mừng tương gia. Và tiếp theo thì xin mời câu lạc bộ Hát Đúng xã Phục Lễ sẽ cùng nghe sân khấu để cùng bốc thăm và dự thi của mình. Và xin mời câu lạc bộ Hương Quê chuẩn bị. Chủ đề ứng tác của câu lạc bộ Phục Lễ, vâng, rất tuyệt vời. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng ta cùng được hát, cùng được ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Vâng, xin được chúc mừng câu lạc bộ Phục Lễ. Rồi, hát xong. Bạn mình ơi, Việt Nam đất nước anh hùng. Ngàn năm lịch sử lạy lưng lòng cháu, đời con cháu ngẩng đầu. Dặn ngàn phóng quan thái màu vinh quang, đường đàng mở rộng thành thang. Lòng dân mấy đàng cần hoan một lời, đàng đã sẵn sàng ra cõi lận vàng. Cần đo đông đến từng hàng không trái, nhân bạc sang đức sao mai. Miền Nam cài nhật cài sao hôm, xanh quang sao Bác cực vàng. Đập loa làm Bác ngay hàng sao giáng, trái già khó nại lầy mang. Trọng ca nhìn anh sao vắng rạng ngời, một vị lãnh tụ đầy ơi. Sửa tung cánh lẻ khắp nơi Việt Hồ, nước nhà lại thắng ngô. Lại đi về tô mà tô đẹp lòng, cùng về tô ấm thăm thăm. Tình thương người trọn đẹp lòng phù thế, một vị lãnh tụ đi về. Bảo vệ Nam Bắc và đất nước không hề đồn sai. Bây giờ Bác đã bắt tay ra
sông mãi địa cao, tiện gây sang trói lắm châu không bờ, sáng vào già trẻ tuổi thơ gắng công học tập xây lên tự do thiên kết bạn mình ơi. Thiên kết bạn mình ơi, đầu năm tôi có lời chào, cùng xin chúc mấy lời vào hội xuất, chúc mừng đảng quang vinh chỉ đạo, dân an khang lành nhau lo cơm, con đường cách mạng thân thiết, năm châu bốn biển đang tìm về ta, chúc chính quyền quản gia đất nước quyền lực cao, chính sách trong tay, khuôn vàng thước ngọc là đây, công minh chính đại dựng xây nước nhà, ta đồng lòng triệt để tăng gia, của đồng cộng với của nhà, tiền thứ thấp bội xa ta mạnh nhau, đoàn thánh liên làm đâu được đấy, cánh tay vàng đảng dạy hiếu trung, chúc đoàn tư thế xung phong, rằng người thương ơi. Điền kết bạn tình ơi, xuân chưa nay đã đến rồi, mừng xuân sáng lại sáng ngời niềm tin, hạt mừng xuân mới hỡi anh, đường xuân rộng mở tình thương mặn nồng, anh ơi uống nước nhớ đồng, quả thơm lên nhớ người trồng cho nàng cháu tình nghĩa quê hương đẹp giàu, cầm tay ta nắm tay nhau mà lòng tưởng đến bao câu hẹn hò, ngàn năm ơn đảng Bác Hồ, ngàn năm nhớ mãi dòng thơ quê mình, hát lên em hát cùng anh muộn đời ta lợi viên kết bạn tình ơi. Nước Việt Nam của chúng ta đang đổi mới từng ngày, đất nước chúng ta đang phát triển từng ngày, và một trong những việc chúng ta cần làm trong thời gian gần đây đó là phát triển về và phát triển nông thôn mới. Và tất cả trên địa bàn huyện Điện Biên chúng ta cũng đã có rất nhiều những xã đã cán đích về với nông thôn mới, và hôm nay chủ đề hát đúng của câu lạc bộ Trung Hà đó là đề thi tác số 3, chủ đề hát về nông thôn mới. Vâng ạ, xin mời câu lạc bộ hát đúng Trung Hà. Dân duyên kết bạn mình ơi, một xây xây dựng xóm làng, nông thôn đúng xóm thanh thang, nổi bè hai xây xây dựng làng quê, gia đình văn hóa bé bé cháu con, bà xây cờ bạc không còn, mãi dâm mà tí chỉ đoán, bài trừ bốn xây cuộc sống có tư, gia đình văn hóa tự tư đóng vui, nằm xây mà tí đẩy nuôi, chỉ xin ngài cháu là vui, cửa nhà cháu xây sản xuất tăng ra,
chăn nuôi trồng trọt quê ta mảnh giàu vậy xây kinh tế cùng nhau giảm nghèo xóa đói chứng sâu vững bền tạm xây xây dựng chính quyền nhân dân cán bộ đảng viên kết đàn chín xây xây dựng sông nàng sạch nhà sạch ngõ sạch đường sạch thôn mười xây xây dựng gia đình văn hóa bảo tồn mãi sau rằng duyên kết bạn mình ơi rằng duyên kết bạn mình ơi một xây hạnh phúc vợ chồng chăm lo đời sống ở trong gia đình ngãi xây đời sống hiền vinh làm mắn giàu có tội tình tranh xa bà xây sạch cửa xanh nhà con ngoan học giỏi thật là vui thay bốn xây nông thôn ngày nay thể thao văn hóa mỗi ngày đông vui năm xây tệ nạn đầy nôi chỉ sinh hai cháu là vui cửa nhà sáu xây xây dựng quê ta công nông phát triển nhà nhà giàu lên bảy xây xây dựng chính quyền nghị quyết của đảng ưu tiên hàng đầu tám xây đoàn kết cùng nhau rạch nành đúng bọc trước sau vẹn toàn chín xây xây dựng xóm làng gia đình văn hóa ngày càng đẹp sao mười xây xây dựng phong trào quyết tâm theo đảng dâng cao cờ hồng rằng duyên kết bạn mình ơi rằng duyên kết bạn tình ơi từ ngày có đảng tới nay dân giàu nước mạnh đổi thay không ngừng nhân dân vẫn khởi vô cùng Việt Nam ta đã vang ngừng năm châu quê ta nay đã đẹp giàu nhiều người cũng có nhà nào xe điện đường trường chạm tuyệt vời có nhà văn hóa là lối ra vào trạm xá to đẹp Việt ta đúng rồi giàu thuốc gian tình dân nghĩa đảng trong nàng mọi người đoàn kết họ hàng vui lắm toàn dân cân trí đồng lòng quyết tâm theo đảng đến cùng em ơi đảng ta nay quá tuyệt vời chính mấy năm đó giảng ngồi niềm tin rằng người thương ơi gia đình hạnh phúc là vui cửa nhà tình làng nghĩa xóm đậm đà dưới trên đoàn kết thuận hòa yêu thương nông thôn nay đổi thay rồi điện đường trường trạm ngày nay huy hoàng trạm xa xanh đẹp khang trang bê tông dày nhựa lòng thôn nay đổi thay rồi sạch lành đùm bọc mọi người yêu thương cùng nhau xây dựng chủ trương xóm đường của bạc xoay đường ta đi ngày ngày tâm huyệt khắc ghi quyết tâm theo đàn con đường đi lên rằng
Trung Hà, và xin mời hội hát đúng truyền thống huyện Thủy Nguyên chuẩn bị.